Duy Lê xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt Canada. Thưa quý vị, bản tin người Việt cập nhật những tin tức mới nhất ở Canada cũng như trên toàn thế giới mỗi ngày tại YouTube channel Tin người Việt Canada. Duy Lê rất mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ bản tin, góp ý cũng như là bình luận để cho bản tin ngày càng tốt hơn. Và mở đầu trong bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày 15 tháng 11 cũng là ngày đánh dấu khi mà nhân loại của chúng ta đã vượt mốc 8 tỷ người theo dự đoán của Liên Hiệp Quốc, thì các nguồn tài nguyên, dù là thực phẩm, nước, pin, năng lượng, sẽ khan hiếm hơn nữa khi mà dân số toàn cầu đã tăng thêm 2,4 tỷ người và đạt đến 10,4 tỷ vào những năm 2080. Giám đốc dân số và bền vững của Trung tâm Đa dạng Sinh học là Stefan Feldstein đã cho biết, mỗi người đều cần nhiên liệu, gỗ, nước và một nơi để gọi là nhà. Các chuyên gia nhận định áp lực về tài nguyên sẽ đặc biệt khó khăn ở các quốc gia châu Phi nơi mà dân số dự kiến sẽ bùng nổ và đây cũng là một trong những khu vực mà dễ bị tổn thương nhất bởi các tác động về biến đổi khí hậu, chính vì thế cần nguồn hỗ trợ về tài nguyên rất lớn. Theo Viện Kinh tế và Hòa bình, ở châu Phi cận với Sahara nơi có khoảng 738 triệu người đang sống mà không có đủ lương thực dân số dự kiến cũng sẽ tăng lên 95% vào giữa thế kỷ này. Đã có những cảnh báo trong một báo cáo vào tháng 10 vừa qua rằng phần lớn khu vực cận Sahara ở châu Phi sẽ không còn bền vững vào giữa thế kỷ này. Trên toàn cầu, thì chỉ trong 11 năm qua, dân số cũng đã tăng thêm 1 tỷ người. John Willman, giám đốc của Bộ phận Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết, đạt mốc 8 tỷ người là một dấu hiệu thành công của loài người, nhưng đó cũng là một rủi ro lớn cho tương lai của chúng ta. Các quốc gia có thu nhập trung bình, chủ yếu là ở châu Á, chiếm phần lớn mức tăng trưởng đó với khoảng 700 triệu người kể từ năm 2011. Ấn Độ cũng đã tăng thêm khoảng 180 triệu người và sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm tới. Tuy nhiên, số ca sinh đã giảm dần ở một số nước phát triển đặc biệt như là Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản. Trung Quốc cũng đã phải vật lộn với di sản của chương trình chính sách một con và năm ngoái cũng đã phải kêu gọi các gia đình sinh con thứ hai và thậm chí là thứ ba. Ngay cả khi mà dân số toàn cầu đạt mức cao mới, thì các nhà nhân khẩu học lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng đã giảm dần xuống dưới 1% mỗi năm. Điều này khiến tới năm 2037, thế giới mới đạt 9 tỷ người, tức là 15 năm tới thay vì 11 năm như vừa qua. Và dân số dự đoán của Liên Hiệp Quốc sẽ đạt đỉnh vào khoảng 10,4 tỷ người năm 2080 và duy trì ở mức đó cho đến năm 2100. Một phần quan trọng của câu chuyện này là kỷ nguyên tăng dân số nhanh chóng mà thế giới đã biết hàng thế kỷ sắp kết thúc. Hầu hết con số 2,4 tỷ đã tăng thêm trước khi mà dân số toàn cầu đạt đỉnh sẽ được sinh ra ở châu Phi cận với Sahara, đánh dấu sự chuyển dịch khỏi hai quốc gia tỷ dân là Trung Quốc và Ấn Độ. Dero một nhà nghiên cứu nhân khẩu học tại Đại học thành phố New York cho biết, các thành phố châu Phi sẽ phát triển ở mức trung bình và điều này sẽ khiến thêm hàng triệu người cư dân ở đô thị phải đối mặt với các mối đe dọa về khí hậu như nước biển đại dân lên. Trên khắp thế giới, khu vực ven biển là đô thị không cân xứng. Cứ 10 người thì có một người sống ở vùng trũng thấp ven biển. Ví dụ như thành phố ven biển Lagos của Nigeria được dự đoán sẽ trở thành thành phố lớn nhất thế giới vào cuối thế kỷ này. Và các chuyên gia cho biết, dân số tăng nhanh kết hợp với biến đổi khí hậu có khả năng gây ra tình trạng di cư hàng loạt và xung đột trong những thập kỷ tới. Việc có nhiều người hơn trên hành tinh gây ra nhiều áp lực hơn đối với thiên nhiên khi mà con người cạnh tranh với động vật hoang dã để giành nước, thức ăn và không gian, và việc con người tiêu thụ bao nhiêu cũng quan trọng không kém. Cho thấy các nhà hoạch định chính sách có thể tạo ra sự khác biệt lớn bằng cách là bắt buộc thay đổi mô hình tiêu dùng. Theo một phân tích năm 2020 của Viện Môi trường Stockholm và tổ chức phi lợi nhuận Oxfam International thì lượng khí thải carbon của 1% người giàu nhất, tương đương khoảng 63 triệu người, cao hơn gấp đôi lượng khí thải của một nửa nhân loại nghèo nhất trong giai đoạn năm 1990-2015. Tác động của loài người đối với thế giới tự nhiên liên quan nhiều đến cách mà chúng ta cư xử hơn là số lượng của chúng ta đang tồn tại trên thế giới. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514-996-6679 Sau Twitter và Meta thì Amazon chuẩn bị cho một đợt sa thải ồ ạt. Lực lượng lao động toàn cầu của Amazon thưa quý vị hiện khoảng 1,5 triệu người, bao gồm cả lao động làm việc theo giờ. Và đợt cắt giảm tới sẽ khiến khoảng hơn 10.000 nhân viên của Amazon sẽ mất việc. Họ chủ yếu thuộc nhóm thiết bị bán lẻ và bộ phận nhân sự. Đây là những thông tin của tờ The New York Times của Mỹ đã tiết lộ và nhấn mạnh việc cắt giảm ồ ạt bắt đầu diễn ra trong tuần này. Thông tin mà hàng ngàn nhân viên sẽ mất việc được đăng tải sau khi giám đốc điều hành Amazon là Andy Jassy đã tiến hành đánh giá và thực hiện cắt giảm chi phí về vận hành. Hãng cũng quyết định thu hẹp quy mô các bộ phận không có lãi, chẳng hạn như là mạng phát triển thiết bị. Amazon đã gửi cảnh báo đến nhân viên ở những bộ phận hoạt động kém, chuẩn bị tìm công việc khác khi mà công ty phải cắt giảm lao động trong bối cảnh mà môi trường kinh tế không khởi sắc. Việc này cũng diễn ra sau khi Amazon quyết định đóng băng tuyển dụng hồi đầu tháng 11. Chúng ta đang đối mặt với môi trường kinh tế vị mô bất thường và cần phải cân bằng giữa việc tuyển dụng và đầu tư. Phó Chủ tịch cấp cao của Amazon về trải nghiệm con người và công nghệ đã cho biết, đồng thời lưu ý việc dừng tuyển dụng cũng sẽ duy trì trong vài tháng tới. Thông tin mà Amazon chuẩn bị sa thải hơn 10.000 nhân viên diễn ra trong bối cảnh mà ngành công nghệ đang chứng kiến những xáo trộn chưa từng có chỉ trong vòng nửa tháng 11 năm 2022. Và quay trở lại với câu chuyện Twitter, mở mang bằng quyết định cắt giảm một nửa trong số khoảng 7.500 nhân sự không lâu sau khi mà mạng xã hội khổng lồ này thuộc về tay tỷ phú Elon Musk. Chỉ 5 ngày sau quyết định của Twitter, ngày 9 tháng 11 tới thì Meta, công ty mẹ của Facebook cũng đã bắt đầu cho 11.000 lao động nghỉ việc. Ngoài ra, ba nguồn tin cũng tiết lộ với Business Insider rằng nhiều bộ phận tại Apple đã nhận được thông báo sẽ không nhận nhân viên mới trong vài tháng tới. Đa số được yêu cầu là ngừng tuyển dụng đến cuối năm tài chính tiếp theo của công ty, tức là vào tháng 9 năm 2023. Đây là điều chưa từng xảy ra trong hơn một thập kỷ qua với các công ty công nghệ trên thế giới. Những lời của chuyên gia tại trường Đại học Santa Clara Mỹ đã bình luận về vấn đề này. <laughs> Tiếp đến câu chuyện của nước Mỹ thưa quý vị khi ngày hôm nay thắng thường viện đảng Dân Chủ tạo lợi thế cho ông Biden là một bài viết vừa được đăng. Kiểm soát thường viện Đảng Dân Chủ có thể sẽ thúc đẩy các cử tri của Tổng thống ông Biden, đồng thời ngăn chặn phe Cộng hòa cản trở sáng kiến lập pháp của ông. 4 ngày sau khi mà hàng chục triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu giữa kỳ, chiến thắng sức sao của ứng viên Dân Chủ Catherine Cortez-Masto, danh thế Thượng nghị sĩ bang Nevada vào cuối ngày 12 tháng 11, đã góp phần định đoạt cục diện chính trị Mỹ, đồng thời giảm bớt áp lực cho ông Biden. Với chiến thắng của Master thì Đảng dân chủ hiện nắm 50 ghế thượng viện, trong khi Cộng hòa 49 ghế. Dù bang Georgia phải tổ chức bầu cử vòng 2 để quyết định ghế thượng nghị sĩ cuối cùng thì kết quả không còn quá quan trọng đối với Đảng dân chủ bởi họ đã nắm quyền kiểm soát thượng viện nhờ vai trò chủ tịch thượng viện của Phó Tổng thống Kamala Harris, người có thể bỏ phiếu để định đoạt cán cân giữa hai phe 50-50. Cuộc bầu cử này là một chiến thắng và minh chứng cho những nỗ lực của chúng tôi. Những lời nói của lãnh đạo phe đa số Thượng viện, Josh Summer đã chia sẻ cho rằng đây là thành quả từ chương trình nghị sự của Đảng Dân chủ. Cuộc đua kiểm soát Hạ viện chưa được định đoạt, nhưng mà Đảng Cộng hòa đang có lợi thế khi mà giành được 212, trong khi Dân chủ hiện có 204 ghế. Một đảng cần tối thiểu là 218 ghế để có thể chiếm đa số tại Hạ viện. Kịch bản đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện đủ để dập tắt mọi hy vọng của ông Biden về một chương trình nghị sự lập pháp sâu rộng và thuận lợi trong 2 năm tới. Tuy nhiên, bằng cách giữ lại ghế đa số ở Thượng viện, thì đảng Dân Chủ có thể đóng một vai trò như một bức tường thành ngăn nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm đảo ngược các sáng kiến lập pháp của ông Biden trong 2 năm tới. Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát cũng có thể đưa ra các dự luật nhằm vô hiệu hóa những chương trình quan trọng của ông Biden như nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Nhưng khi đảng Dân Chủ nắm thương viện, thì các dự luật này sẽ chết yếu, bởi bất cứ một dự luật nào của Mỹ đều phải được lưỡng viện quốc hội thông qua trước khi mà trình lên Tổng thống ký thành luật. Đảng Dân Chủ cũng đã ngăn được kịch bản của đảng Cộng Hòa, kiểm soát lưỡng viện quốc hội và hạn chế đáng kể các sáng kiến lập pháp của ông Biden trong hai năm tiếp theo. Khả năng kiểm soát thường viện của Dân Chủ còn giúp mở ra cánh cửa để những đề cử của ông Biden cho các vị trí ở chính quyền liên bang và cơ quan lập pháp được dễ dàng thông qua. Điểm khác biệt giữa một quốc hội do hai đảng chia nhau kiểm soát với một quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát hoàn toàn chính là khả năng phê duyệt các vị trí trong cơ quan tư pháp và hành pháp được Tổng thống đề cử. Khi điều hành thường viện, cơ quan có khả năng phê chuẩn các đề cử của tổng thống theo hiến pháp và đảng dân chủ sẽ dễ dàng thông qua các lựa chọn của ông biden cho những vị trí thẩm phán tòa án liên bang trong hai năm qua khi mà đảng dân chủ kiểm soát lưỡng viện quốc hội thì các thẩm phán do ông biden đề cử đã được phê chuẩn với tốc độ chóng mặt tương đương với thời của cựu tổng thống donald trump người từng công khai khoe rằng đã đưa ra rất nhiều thẩm phán thuộc phe cộng hòa vào tòa án trong 2 năm tới, ngay cả khi để mất Hạ viện thì thế đa số của Đảng dân chủ tại Thượng viện cũng sẽ giúp cho ông Biden dễ dàng đề cử người vào bất kỳ một vị trí trống nào trong tòa án tối cao. Hành động có thể ảnh hưởng tới nhiều thập kỷ sau vì các thẩm phán này có nhiệm kỳ trọn đời. Vào tháng 3 năm 2016, lãnh đạo của phe đa số Thượng viện Mitch McConnell người mà Đảng Cộng hòa khi đó từng chặn tất cả đề cử của Tổng thống dân chủ là ông Barack Obama sau khi mà thẩm phán tòa án tối cao Anthony Scalia qua đời và nói rằng người Mỹ nên có tiếng nói về quá trình bổ nhiệm thẩm phán mới thông qua cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm đó. Khi không giành được quyền kiểm soát thượng viện thì Đảng Cộng hòa sẽ không thể dựng một rào cản như vậy đối với ông Biden trong 2 năm tới. Thượng viện cũng là nơi phê chuẩn các quan chức trong nội các của Tổng thống và một số vị trí quan trọng khác như là quan chức của Cục Dự trữ Liên bang hay các đại sứ. Nếu thành viên trong nội các rời nhiệm sở trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông Biden, những người thay thế họ có thể dễ dàng được phê chuẩn hơn tại Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Ngược lại, nếu như Đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng viện, thì ông Biden sẽ phải đề cử các ứng viên có khả năng đạt đồng thuận cao từ hai đảng để có thể tăng cơ hội được phê duyệt. Các dự luật ngân sách vốn rất cần thiết để ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ được thông qua dễ dàng hơn ở Thượng viện chỉ vì cần phải yêu cầu đa số phiếu phê chuẩn. Ngoài ra, bằng cách nắm Thượng viện và các ủy ban của nó, thì đảng Dân Chủ có thể chặn các cuộc điều tra được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát khởi xướng nhắm vào chính quyền ông Biden. Và họ cũng có thể ngăn bất cứ một nỗ lực nào nhằm luận tội Tổng thống. Tổng thống Biden và các cộng sự đã hết lời ca ngợi chiến thắng quan trọng của mình tại thượng viện. Họ nói: "Chúng tôi thấy hài lòng về kết quả và tôi biết mình không lạc quan một cách ảo tưởng." Ông Biden đã nói. Vì thế, của ông Biden sau đó được đảng nói rằng đã được củng cố và các cố vấn của ông hiện đầy tự tin nói về kế hoạch tái tranh cử nhiệm kỳ 2 năm của ông. Các đối thủ cũ như là thượng nghị sĩ tự do Elizabeth Warren cũng ca ngợi ông Biden. Chiến thắng này thuộc về cho Biden, bà Warren đã nói vào ngày 13 tháng 11 vừa qua thưa quý vị. Chuyển sang một tin tức khác thưa quý vị, khi mà World Cup 2022 đang đến gần thì mọi người đang quan tâm đến vẻ đẹp hiện tại của Qatar, đất nước giàu có bậc nhất hành tinh và nơi đăng cai World Cup 2022. Qatar chính là quốc gia đăng cai tổ chức năm 2022, trận tranh đấu bóng đá hấp dẫn lớn nhất hành tinh và việc một quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông đứng ra tổ chức kỳ thi thể thao hoành tráng này góp phần rất lớn giúp quảng bá cho hình ảnh Qatar đến bạn bè quốc tế. Nằm ở phía đông bắc vùng duyên hải của bán đảo Ả Rập, Qatar được bao dọc bởi Vịnh Ba Tư và Bahrain, Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đất nước nhỏ bé này có số dân khá khiêm tốn, chỉ 2,5 triệu người. Thế nhưng không phải ai cũng biết, đây chính là đất nước mà có GDP cao bậc nhất thế giới. Năm 2022, GDP đầu người tại đây là 62.088 đô la. Trong nhiều năm qua, quốc gia này luôn nằm trong top 5 đất nước giàu nhất thế giới theo các bảng xếp hạng khác nhau. Vậy câu hỏi đặt ra vì sao các ta giàu có đến như vậy? Thế giới bên ngoài thường biết đến vẻ đẹp hào nhoáng xa xỉ của Dubai, thành phố của Trung Đông, nhưng mà không phải ai cũng biết rằng Doha, thủ đô của Qatar cũng trắng lệ và giàu có, tột bậc không kém. Sự vùng thịnh của Qatar chủ yếu dựa vào nguồn dự trữ lượng dầu mỏ dồi dào. Người dân ở đây vì thế mà được hưởng chế độ phúc lợi vô cùng tuyệt vời. Công dân không phải trả tiền giáo dục, chăm sóc y tế trong suốt cuộc đời của mình. Cuối tuần ở Qatar rất khác biệt. Khác với chúng ta đã quen thuộc cuối tuần ở Qatar không phải là vào thứ Bảy và Chủ nhật, Tại đây, cuối tuần sẽ là thứ sáu và thứ bảy. Trước đây, ngày cuối tuần được nghỉ là thứ năm và thứ sáu. Một số nước cùng khu vực khác cũng có truyền thống khác là như vậy. Và tiếp theo, một trong những điểm nổi bật chính của đất nước này là sân bay của nó, sân bay quốc tế Hamad. Qatar là một trong những cửa ngõ trung chuyển lớn nhất thế giới hiện nay. Đây còn là sân bay lớn thứ 9 hành tinh và có hơn 100 cửa hàng mua sắm và nhà hàng. Trên thực tế, thì sân bay được cho là một trong những cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống lớn nhất thế giới. Sân bay quốc tế Hamas đang bắt tay với Qatar Airways để có thể lập kỷ lục mới là mang đến ít nhất 1.300 chuyến bay đến đất nước này trong một ngày. Quyết định cho phép du khách đặt vé máy bay đi Qatar tham dự World Cup được dự đoán sẽ đón hơn 1,5 triệu lượt khách chỉ trong vài tuần. Và tiếp theo, một trong những lý do chính Khiến cho khách du lịch yêu thích khám phá Doha trong chuyến bay đến Qatar là vì nơi đây có những khách sạn, trung tâm thương mại tốt nhất cùng những tòa nhà chọc trời và những đường cao tốc tuyệt vời. Bạn có thể bắt gặp siêu xe chạy trên đường và người dân có mức sống rất cao. Và Qatar chính là quốc gia đăng cai tổ chức quân cấp 2022. Vì quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông đứng ra tổ chức kỳ thi thể thao hoành tráng này đã góp phần lớn giúp quảng bá Qatar đến quốc tế. và thưa quý vị cũng một thông tin liên quan đến world cup khi mà fifa kêu gọi ngừng bắn ở ukraine trong một tháng diễn ra trận đau bóng lớn nhất hành tinh lời thỉnh cầu của chúng tôi đến mọi người là hãy suy nghĩ về lệnh ngừng bắn tạm thời trong một tháng diễn ra world cup nếu không phải lệnh ngừng bắn hoàn toàn có thể cân nhắc việc mà thiết lập một số hành lang nhân đạo hoặc là bất cứ điều gì có thể giúp nối lại đối thoại những lời phát biểu của Chủ tịch FIFA, Infantino đã phát biểu trước các lãnh đạo G20 tại Bali ngày 15 tháng 11 hôm nay. Ông Infantino đã nói rằng quân cấp khai mạc tại Qatar ngày 20 tháng 11 có thể đóng vai trò như đoàn bẫy tích cực cho đối thoại nhằm chấm dứt xung đột Nga và Ukraine. Chủ tịch FIFA mô tả bóng đá như một môn thể thao của tinh thần đoàn kết và chỉ ra rằng Nga từng tổ chức World cấp năm 2018 và Ukraine đang đề nghị được đăng cai chung với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cho World Cup năm 2030. "Chúng tôi không ngây thơ khi tin rằng bóng đá có thể giải quyết các vấn đề của thế giới", ông Infantino đã nói. Lãnh đạo FIFA cho biết thêm, World Cup còn mang tới nền tảng độc đáo với khoảng 5 tỷ người chiếm hơn một nửa dân số toàn cầu và dự kiến cùng nhau đón xem trên truyền hình và ông cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để làm mọi điều có thể nhằm chấm dứt xung đột. FIFA đình chỉ Nga tham gia quân cấp vài ngày sau khi mà nước này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Lên cấm khiến cho Nga không thể đá trận bán kết playoff tranh vé dự quân cấp 2022 với Ba Lan. Đội tuyển của Nga từng lọt vào tứ kết quân cấp 2018 khi nước này là chủ nhà. Xung đột Nga và Ukraine không có dấu hiệu hạ nhiệt sau gần 9 tháng giao tranh. Đàm phán giữa hai nước đình trệ từ cuối tháng 3 và tới nay chưa có bất kỳ một nỗ lực nào để nhằm nối lại đối thoại. <laughs> Dư Lê xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức và một lần nữa cảm ơn quý vị luôn đồng hành và đóng góp cho bản tin ngày càng tốt hơn. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều may mắn và bình an.